Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với video mới của mình. Hôm nay mình ghé chỗ nhà anh Lực ở quận ở Thái Lai, huyện Thái Lai của thành phố Cần Thơ để làm clip này giới thiệu đến quý vị những cây bông trang có nhu cầu chơi Tết. Rồi anh Lực ơi. Mến chào bà con. Hôm nay tôi có lên một cái clip nói về bông trang vàng và bông trang hồng phấn. Cái bông trang đỏ mong bà con ủng hộ giùm. Rồi ngồi phía trong á. Rồi cây này là cây số 1 á, cây số 1 hoành 10, số 1 hoành 10. Rồi anh báo hoành 10 đi. Rồi quay hoành 10 có giá 1.1 triệu. 1.1 triệu cao khoảng nhiêu anh? Cái lô này nó cao khoảng nhiêu? Lô này cao từ 1m35 1m35 đi, 1m25. Rồi coi trung bình 1m2 đi, 25 đi. Rồi có cái nào lùng thì đo cái lại này đế nha, anh em. Rồi tàn ngang khoảng nhiêu? Có bông Tết không? Bông Tết tàn ngang 60. Rồi tàn trên, ngang trên lệ từ 60 cho tới 70. Rồi có cây nào lùng thì đo hơn. Rồi cây số 1 giá 1.1 triệu anh. Cây số 1 1.1 triệu. Rồi cây... là dán đây nè. Rồi dán bên đây cây thứ trang vàng nha. Rồi tiếp tục cây số 2. Cây số 2 dán này. Cây số 2 là hoành. Cây số 2 hoành 11. Này. Hoành 11 quay. Hoành 11. Hoành 11, cây này có giá 1 triệu 1. 1 triệu 1. Cây số 2. Để cây số 2 để hoành 11 luôn vậy. Rồi. Rồi để hoành. Cao thì cũng như nãy ha. Cao cũng vậy đó. Tập xuống hội. Rồi chạy lên chút. Số điện thoại của tôi 0932900991. Số đó cũng là số Zalo luôn. Số điện thoại có để trên mô tả luôn á quý vị ơi. Rồi. Cây này 11. Khoan. Hoành 11. Rồi. Rồi, có giá cũng là 1 triệu. 1.1. 1 triệu 1. Cây số 3. Rồi, rồi cao cũng 1m2 đi, ngang rồi, hơi lớn chút. Rồi. Cây số 3. Cây này cây mã số 3. Cây này hơi cao à, kéo cao cái này. Cây này hoành 11. Hoành 11. Cao 1m35. Cao 1m35. Rồi trung bình 1m2 1m3 đi. Rồi. Tao coi cái thân nha. Rồi ngưng. Rồi quanh 11 ha. Dạ. Rồi giá nhiêu anh rồi, ơi? Rồi giá cây này cũng 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu. Cây số 3. Rồi đổi. Đó là cây sao? 4 cây rồi. Cây là cây số 4, số 4. Số 4, cây số 4. Sửa lại số 4 đi. Đây cây số 5. Cây số 5. Cây số 5 hoành 10. Hoành 10. Cây này cũng giá 1.1 triệu. 1.1 triệu. Rồi đổi. Cao khoảng 1m2. Ngang 60. Cây số 6. Bao xếp toàn quốc á anh. Bao xếp toàn quốc. Cây này. Cây này 1m2 không? Tới 1m2 không? Tới. Tới. Cây này 1m. Đo thử coi. Cây số 6 nha bà con ơi. Ừ cầm đo thử. Mét rồi. Mét. Mét, cây này cũng mét à. Mét nhưng mà cây này tới 1.2 triệu bà con ơi. Sao vậy? Hoành lớn hả? Củ đế. Có củ đế phải không? Ừ. Rồi hoành nhiêu? Chắc 11. Có củ. Hoành này bên 10 ha. 10. Rồi. Có củ đế luôn. Rồi 1.2 triệu. Rồi, nhìn thấy. Cây số 7. Cây này cao tới 1m4 giờ bà con ơi. Quanh 10. Quanh 10. Quay quay quay. Có giá 1.1 triệu. 1.1 triệu. Bao xếp toàn quá. Bao xếp toàn quá. Chốt cây.
7. Rồi cây số 7, ờ đứng hạ chiều cao nha. Cây số 8. Sao lộn sang ngẫu vậy? Cây rồi số 7. Rồi số 7 rồi. Cây số 8 nè. Cây này cây số 8. Ừ. Quanh 10. Cây này quanh 10, cao 1m3. Quanh 10 cao 1m3. Có giá 1.1 triệu. 1.1 triệu. Ở cây Sang ơi. Ê Sang đâu vậy đó Sang? Không có vậy đó. Chưa. Rồi. Cây số 9. Cây cao quanh 11. 35. Cao 1m35. Cao đọc la lên luôn. Quanh 11. Rồi. Quanh 11. Quay ra dập dập lên mới được anh ơi. Rồi. Rồi, cây này giá nhiều. Cây này có giá 1.1 triệu. 1.1 triệu luôn. Rồi. Vô đo đại đi. Rồi, cây này quanh 10. Quanh 10. Đấy, cây số mấy sang? Cái này cây số 10. Rồi cao nhiêu? Cây này có giá 1 triệu. 1m25. Cây này có giá 1 triệu. 1 triệu. Rồi. Đổi cây. Rồi. Rồi. Cây số 11. Cây này cây số 11. Cao 1m25 luôn phải không? Cao 1m35. 11 quanh. 11 quanh. Cây này có giá 11 triệu 1 luôn. Giá 1 triệu. Cây số 12. Cao 1m45. Cây số 12 có giá 1 ý hoành 12. Rồi cây này có giá 1.2 triệu. Cây số 13. Cây số 13. Cao 1m45. Cao 1m45. Hoành 10. Hoành 10. Hoành 10 đi vô hoành 10 nó dễ nhớ. Có giá 1.1 triệu. 1.1 triệu. Rồi quay. Rồi, cây này quanh cũng 10 luôn. Cây số mấy? Cao 1m2. Cây số 13. Cây số 13. Đầu tiên là vô cái số trước đi. Cái hồi cái hỏi không biết số mấy chứ mấy. Rồi, cây này cũng có giá 1.1 triệu. Xe qua lại tùm lum hết. Để 1T1 đó, rồi. Hoặc 1T2 dễ nhớ. Coi. Cây số 14. Cao 1m35. Rồi. Quanh 12 cây này có giá 1.3 triệu. Rồi, quay. Rồi. Cây hoành 10 mã số 14. Nè, còn cái thanh thế này. Rồi, cây này 1.1 triệu. 1.1 triệu. Này mã số 15. Cao 1.5 m. Cao 1.5 m. Quanh 11. Quanh 11. Cây số 15.
Rồi, ok. Cây số 16. Cao 1m1. Quanh 10. Rồi, quanh 10. Cây này có giá 1.000.000. 1.000.000. Quay. Rồi. Mã số 17. Chiều cao 1m50. Cao 1m50. Quanh 10. Quanh 10. Có bông tết nha. Bông tết nha bà con ơi. Quay quay. 11. Giá 11, 1.000.000. Quanh 10 có giá 1.000.000. Đúng á. Các bạn đúng á. Cây số 18. Cây số 18. Quanh 10. Cao 1m15. Cũng có giá 1.000.000. Quay. Rồi, đổi cây. Số mấy rồi sao? Nói ghi cái gột mà. Mã số 19. Cao 1m3. Rồi. Quanh 10. Quanh 10. Đây. Nó quay mấy cái nụ tết kìa. Quay quay cái đế kìa. Giá 11, 1.000.000. Cái số 19 giá 1.000.000. Cũng thế. Rồi. 20. Cái mã cây hoành 12. Rồi. Mã số 20. Cao nhiêu? Cao 1m6. Cao 1m6. Cây này có giá 1.300.000. Quay chặt chặt đi. Mã số 20 có giá 1.300.000. 1.300.000 hoành mấy? Hoành 12. Hoành 12. Củ đế bự. Quay về hoành 12. 1.300.000. Rồi. Đây là cho bông xài nó thấy luôn rồi. Mã số 21. Cao 1m35. Cao 1m35. Hoành 10.500.000. Cây này có giá 1.200.000. Quay. Ôi 1.100.000 à, 1.100.000 à. 1.100.000. 1.100.000 rồi bà con ơi. Cây số 21. Cây số 21 có giá 1.100.000. Rồi. Cây số 22. Cao 1m2. Cao 1m2. Quanh 11. Bông tết. Có giá 1.200.000. Có củ hay gì? Có củ, củ đế ghê lắm. Quay quay, củ, đưa củ, rồi. 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 Cái đó nhiêu rồi, quên rồi. Cái đó nhiêu sang? Đó. Mã okay. Số 23. Quanh 10. Cao 1m35. 1.200.000. Củ đế có củ đế. Rồi. Rồi. Cây số 24. Mã số 24. Cao 1m35. Cao 1m35. Quanh 11. Có giá 1.200.000. Khoan chưa. 2
Rồi. Nhiêu cây rồi? 24 rồi. Cây này luôn hết trang vàng đi, quay xem cái khác. Cây 25 hết trang vàng. Rồi, chừng nào hết trang vàng tính. 25. 27 mới hết trơn. 25. Mã số 25. Cây ngon đang đi rồi, biết rồi. Cao 1m15. Quạnh mơ. Cao 1m15. Bông tết hồng. Quạnh mơ cái này 1.2 triệu. Quầy có cũ hay gì? Có cũ. Có cũ quầy chút coi cũ. Giặt giặt lên rồi. Trong nó có 27 cây. 27 cây lận mà. Lận lâu 25 cây ha. Lên 25. Tôi nói hết rồi. Thôi gì mình... Còn cây nào nữa không? Lên cây đỏ luôn cây nữa đi. Lên cây. Lên cây đỏ không? Cái đỏ. Muốn 27. Cái đó bự đi, cái đó bự đi. Cái đó là cây là một cái cây trang đỏ nha bà con. Cây đỏ 26. Cây mã số 26. Cao. Cao 75. Quanh củ đế đó là 23. Chưa, từ từ. Rồi. Quanh thân nó 15. 15. Rồi. Chiều cao bao nhiêu? 1m75. Cao 1m75. 8m3. Rồi thoát thân bao nhiêu? Tới cái chùm lá. 95. 95 thoát thân. 95. Cây này có giá 5 triệu rưỡi nha bà con. 5 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Rồi cây này cũng là cuối clip ha. Cuối clip. Rồi. Xin mến chào bà con. Hẹn gặp lại bà con clip sau. Rồi clip sau là những cây đỏ với tím sen phải không cây, anh? Tím sen với đỏ. Vàng nữa có vàng. Rồi tím sen đỏ vàng. Rồi mến chào tạm biệt.